điều đó vẫn hồi rất chấp. Nhặt ở nhà đấy. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh là Vita Vico. Đây bây giờ là 23 giờ đêm theo giờ Việt Nam. Mình mới đi làm về anh em ạ. Mới làm về đúng lúc anh Bang Hội Trinh Sơn đi Phong Lăng Độ. Mình vừa lên cầm lúc giờ mới được hai ạc rồi. Thiền đi rồi anh em ạ. Thiền đi này. Chỉ cần đi nhận nhiệm vụ cũng trả rồi. Thiền đi rồi anh em ạ. Đông anh em. Hiện tại trên disco có khoảng 30-40 người. Bật đồ set hết lên, bật đồ set hết lên đã. Bật đồ set hết lên anh em ạ. Bật đồ set. Ok ok. Thủy ở đâu với anh nhỉ? Bật đồ set hết lên. Phượng Tường Bắc anh em. Đổi màu đi. Rồi, đổ màu đi, bật đồ xe hết lên nha. Đây ghèo, bây giờ 23 giờ đêm mà rất là đông. Đây là hoạt động phong lần đồ đầu tiên của server anh em ạ. Bật đồ xanh đi, đổ màu xanh á. Rồi, giờ ai vậy? Di chuyển ra giữa luôn này. PK1, mẹ, vai lực. Giữa thuyền, bật đồ xe lên. PK1 anh em ạ. Dích lên một bước. Dịch lên ở đội miền hình thôi, đem mặc định lên hướng 12 giờ kìa, nó đang ở hướng 1 giờ ấy nha, đem mặc định thôi. Xoay trái. Xoay trái. Nó đổi, nó càng ngu. Ngu, xong rồi. Đem hướng 1 giờ trước á, Đem hướng 1 giờ. 1 giờ. Nó lại đổi màu rồi. 1 giờ ở trên này mà. Đem hướng 1 giờ anh Trung rút lại. Đem hướng 1 giờ là ở trên đây mà. Trời ơi, sao ông mấy ông đánh chung. Tụi nó nát hết trơn rồi. Thôi đủ mà mấy anh quýnh lộn em chán chết. Nó chung màu gà. Em nói lần sau anh em nó đánh vậy, ví dụ như mình đánh chung á, mình phải đánh hết bọn ở dưới này. Em thấy vui không anh em? À, mình BK mấy rồi? BK 1 anh em ạ. À, nó đều khác màu, mới sợ nó đổi màu thì chả có gì sợ cả. BK 1 anh em ạ. Hướng 1 giờ bên trên này mà. Rất là đông vui anh em, bây giờ là 23 giờ đêm mà mình mới làm về mà tham gia hoạt động ban rất là vui anh em ạ. Nghỉ chơi đi, đủ má bị cắt máu. Đồ màu đi, ai để ngay bị trường đồ máu. Bộ anh em phải ngồi xuống đấy thể lực thôi. Kiếm hoạt động kia chi công lận anh em ạ. Hoạt động là một hoạt động 30 phút. Hoạt động cái đấy. Không thể nào thiếu đối với... chúng nó có chục ạc và đúng không? Đúng. Năm với BK10 vậy, nồi gớm vậy. Rồi BK8 luôn rồi. Má thiệt đau lòng quá đi thôi. Đi bộ. BK8 rồi anh em ạ. Nhưng mà có em thấy không? Có chuyện đặc biệt không? Không. Chỉ thừa này. Đấy BK8 rồi anh em ạ. Bây giờ anh em online rồi. Tại mình đang nói chuyện 23 giờ đến 0 giờ thì chuyện đặc biệt anh em ạ. Không cần vé đâu. Không cần phải đứng tập trung đâu, mình đi đứng lại. Vàng mà đi chốt đứng lại. Vàng mà đi chung được nó quýt chết à. Có ngàn cái quýt chết chết nổi mà. Hay à. Nó nhây nó. 2 vạn 3 anh em ạ. Chắc một vòng rồi chết à. Ông Trùng Dương để ông Big Mom bị mẹ bơ vơ. BK2 đấy anh em ạ. Trời ơi. Có hạt. Đổi anh em BK2 à. À ông đấy kìa. Ông ngại về. Trời ơi không cho về. Anh em đã xác định chơi với nhau. Mẹ người ta bảo đánh rắn chạy đi chứ không ai đánh người quay lại anh hiểu không? Anh dòng thì anh em gom lại hết một chỗ nè, gom hết giữa em thấy là đồng rất là đồng vui. Anh em nào chưa có ạc vào bang thì anh em hãy liên hệ vào ban Thiên Sơn nhé, ban Thiên Sơn 112 ạc rồi. Ok để mày đi ăn sáng này ngồi đó. Khi có ngày mà đông ghê. Có như lượm được cái gì thì anh em chia nha, anh em gom lại giữa này em chụp hình nè. Ok. Em chụp hình xong em bay thuyền nè. Bay thuyền. Bay màn cạc à? Bay thuyền đi đâu? Đi về làm giá tàu. Mấy cái thằng đầu đất này. Ở đó em chụp rồi. Nếu mà cái gì thì rồi anh em farm quái, anh em kiếm lệnh bài, anh em farm quái lệnh bài đây còn quan mình nữa. Chi góc anh em, chi góc anh em. Ai có lệnh bài thì farm quái rồi chia lệnh bài. Thôi tôi đứng góc mày cho ra rồi tí nữa bắt đầu mình chia cho các ác chính anh em, mình ưu tiên các ác chính đã còn ác phụ tính sau. Anh em cứ đánh đi. Đang kiếm lệnh bài chi công lệnh anh em ạ. Quái gom là đây anh em gom lệnh bài. Bài chi công lệnh để mà bang sao lại lên được 102 người rồi kìa. Tuyển được thêm rồi mà. Em hỏi nó rồi, nó lại bảo là đợi bảo trì lần sau nó mới áp lên 120. Lúc đầu cũng cho vào được xong, lúc sau đẩy hết cụ ác ra. Đây không, hoạt động đi thuyền, hoạt động đợi, hoạt động không thể thi đối với game Võ Lâm 1. Kết tình anh em. Anh em đang được xem 9 thuyền vào chuyến cuối cùng của ngày 23 giờ đêm. 3 giờ đêm. Bây giờ anh em có ai mà có hướng dẫn nào đủ đánh bài thua gỡ lại không?
Đó, gấp đôi chỗ đấy. Ừ, đánh gấp đôi đi. Đánh đi, đánh gấp đôi lên là ăn thôi. À, rất là đông vui anh em ạ. Nhưng mà mất nhiều không. Tắt tiếng anh em để mình nói chuyện với anh em ạ. Hoạt động không bằng độ thì xảy ra trong vòng 30 phút là anh em có thể đi thuyền. Máy tướng nặng thì bay về Tây Sừng Thôn. Và nó có một hoạt động nhiệm vụ thủy tặc. Thủy tặc. Tặc thì nghiệm anh em ạ, không biết server này thì nào anh em đang xem chuyến phòng độ cuối cùng của ngày tại server Hành Sơn. Công trình kỳ.net anh em, mình đang quay lại thôi anh em tại vì về vừa về làm không kịp reset livestream. Em thông cảm các. Thuyền toàn là người, thuyền này không biết nặng không anh em ạ. Khả năng nặng là chết đấy, lật thuyền đấy anh em ạ. Quái chẳng thấy một con quái nào. Rất là căng. Rất là căng gò anh em. Hết máu rồi. Hết máu rồi anh em ạ. Quái thật. Cấp 83 anh em ạ. Chính của mình. Vậy chẳng. Chạy đủ má cái gì vậy? Con nghe mi BK4 luôn. Ừ, năm độc nè, năm độc BK3 luôn nè. Vãi thiệt. Em BK2 luôn nè, vãi không? Chiếm 12 giờ mà anh em thắng được như này là vui nè. Ừ, má chiếm 12 giờ anh em gắn gần. 12 giờ điểm danh báo danh nhá, đi. Cái giữa BK là về BK0 luôn hả? Ừ, về không luôn. Bác tôi xong về xong rửa phát về. Anh Vương về bị cánh tay anh Vương. Nếu mà nó đúng á, là cái chuyến này nếu mới đúng. Qua thầy cổ trấn đi, thầy cổ trấn đi. Đúng rồi, nó phải tính cái chuyến này là chuyến đặc biệt mới là đúng này. Không, nếu nó giống server cũ á, là chuyến này đủ mới ra con bất tiểu á, nó giống server cũ á. Có mà hôm nay tôi xem ở Facebook của nó ai có cái bài ấy lên không nhỉ? Còn ai gì hết trong chat không? Ai có sinh khí 11 đến 20 không anh em? Có sơ đề. À, em có cái 20 này nhưng mà đang chuyển rồi. 10 xu nhé, 10 xu. Tới phút mấy mấy gà boss. Tới phút mấy mấy gà boss anh em. Cái con quái nào ta? 25, 30, 25, 30, 35 hay gì á. Thế nặng quá hay sao mà đếm không quái nào ta? 25, 4, 30, 35. 25, 30, 35. Hỏi này. Từ này, chuyến thường. Có quyền giá đại sư trên thuyền nghe anh em. Hỏi gì ai? Chuyến thường em. Có thủy tinh, có phúc duyên, chuyến đặc biệt là có ngựa. Em ở giữa thuyền có huyền giác đại sư kìa. Thuyền nào có huyền giác? Giữa thuyền này, đang đánh này. Anh Vương. Gì? Đây. Giờ 12 kìa. Cái gì vậy? Đứng ở VTV nè. Huyền giác cái cất tiêu, lộ xoắn. Chưởng như cái cho bay màu rồi. Ơ, có quả là dây chuyền may mắn 3 ấy nhìn. Đúng, hơi bị VIP à. Đường boss lúc chưa là 84 xu x3. Ngày mới hoạt động được nhé. Đi làm về luôn. Kết mẹ. Khi làm giải tẩu của vô lệ nữa. Quá à, đứng lão một vai đang ở ngõ bang với nhau. Chưa vào được bang à? Mấy tự anh tưởng mày vào được rồi chứ. Em bị xúc ra khỏi bang luôn ấy chứ. Bằng thằng xu. Giờ bật rồi. Nên mang mắt ăn mắt vị event cho anh em. Đây ở đây còn 500 xu cầm nhá. Đang trưởng lão làm sao nó đá được. Cái ác xe của em là chịu. Ai có sinh khí 11 đến 20 không vậy? Đợi tí. Còn đông hay đông. Coi chị đó. Sao anh em lại cho, anh em bán mới đúng. Đi ra thằng nào bán đâu. Thằng nào bán. Đây xuống dưới đây. Sáu điểm. À mày, cái quả dây chuyền kháng tất cả. Cầm luôn lại đòi hôm trước thì mười mấy kim giờ lại 8 kim. À mấy cây giữ cái đó là đi hồi rồi. Nó cho ăn điểm tiềm năng đó mấy cây kiểu 200 số. Đúng rồi. Tiềm năng. Ngoài một cái là một điểm tiềm năng á. Đạt mầm mầm không độ ấy. Đó được một điểm thì sao? Anh nghĩ vậy. Không về phần tường nổi ra một cái hạt cái khác trong mày lên qua bến á. Cái qua bên kia mở luôn rồi. Mở đánh ra bot đánh ra cả đồ mà. Không biết bản này sao nhưng mà bản trước em chơi là được. Bên này không có nhá, bên này chưa thấy thông báo của đấy. Nhưng mà chắc chắn là có. Bộ rõ ràng hồi 2 nợ. Khi cũng lần trước em chơi có mấy cái bị lắc á. Anh em. Cung lần góc 1 giây. Ai mà
bọn này điêu thật, lệnh bài Phong Long Độ ở đây nó ghi 10 xu mà ký chân các nó bán 20 xu. Điên à? Đít còn mà. Điên hai cái cho cái đi. Thì không, anh em cứ nói chung anh em cứ lụm đi rồi một hồi gom lại bao nhiêu anh em chứ ai có thì ai thừa thì cho ác chính, anh em đừng ỉm cho ác xe, anh em ưu tiên ác chính. Mấy ông cứ gì nhỉ? Mấy ông cứ chia góc ra đánh mấy ác thiên địa này, cái ác thiên địa là của ai nhỉ Vương nhỉ? Anh em cứ chia đi tầm khoảng 24 phút. Bạn Quảng Danh. Mấy ông chạy tới chạy lui á, là nó bị lắc phần trăm máu á. Mẹ hết mẹ máu. Bạn niên không? Bán mấy quả ăn ngay. Đói em cứ thổi bói cho nó giờ này. Gần tối. Giờ này không bán cả đêm. Gần khuya chứ. Lại còn chim khuya, chim khuya thì có vừa ăn thôi chứ em. Không nữa kìa. Bây giờ em không bán thì em cho mượn hay là mai cho là Ok. Cho mượn. Mai trả qua bên đầu trung tâm nào. Thời gian kiếm tiền, đang kiếm tiền từ từ đi. Lấy ác cửa anh về lấy anh. Đúng rồi, lấy ác cửa long nhỉ. Hoàng Phó Đăng. Anh em yên tâm, em thức đến 12 giờ mà em đi thuyền em mới đi ngủ. Ok ok. Bởi vì hôm nay muốn mất bài đâu. Mọi người làm gì đấy mọi người? Anh cứ cất đi để. Mình phải cỡ cái gì? Bán một cung một tí. Vãi một kim. Ông lùi cái định mạng kinh doanh một mặt trận. Khi công lệ này tới giết ba con boss rớt ra cả đống mà. Một con boss trước 5 cái anh em. Khi công lệnh á? Ừ, con boss trước 5 cái á. Chứ cũng lành để cho ác chính của những xe đi làm nhiệm vụ cũng được mà. Đi chạm vô. Phương thường nào bắt. Phương ngựa rồi tới. Rồi ok. Cam ngựa nhờ mai chạy em nha. Cam đúng không? Tôi không phải ăn. Giờ tôi phải tôi. Đây, tôi cướp à. Cần mấy quả anh? Ba quả thôi. Ăn nhiều cho mang có trả thu. Địt mẹ ngu chứ con lợn đủ má chỉ ừ. Hơn trong. Ông giang hồ mõm ở trong Tống Kim đấy. Trong Phong Long Độ chứ lại Tống Kim. Giang hồ mõm cơ mà. Ừ. Đang đi Phong Long Độ sao lại hỏi Tống Kim? À đang có đang trong Disco không? Disco lúc nào chả nhảy. Địt co, người ta gọi là địt co và uốn trà. Ở cái truy công lại trước mặt kìa, địt vãi lồn ông làm ly kìa, vô tổ, thằng bạn Hưng Yên kia nhặt con cạc. Xong xong giả tàu. Thằng bạn Hưng Yên. Cái gì nhỉ? Ở cái chỗ mua vũ khí cấp 10 là ở bị ba con huyện chạy thằng đâu nhỉ anh trời. Đăng Sơn, Bạch Thủy Động, Phục Lưu Động. Ế, hạt mầm của em. Ác nữa. Hồi tối nay có ăn được boss không? Ăn được. Hai con. Mấy con? Ba con. Mình phải ăn được ba con thì mới hợp lý. Ba con. Em chửi đường tam các ngày ăn không boss nhé mày. Đây Dương với Thiên Nhẫn mà đang ba con mà. Ba con. Trong bang ai có vũ khí choáng 20 kháng hỏa cao bán em cái. Cái gì? Ai có vũ khí kháng hỏa choáng 20 cao kháng hỏa choáng 20 kháng hỏa cao bán em phát. Nó có 25 40 nhưng mà kinh thành có lấy không? Kinh thành có. Mày em ta vào tôi bán hết đồ cái đám giàn ác của mày đi rồi mày cứ thích chọc lói à. Thôi anh trường thay em. Choáng 20 kháng hỏa à? Các bạn ơi. Gì? Hỏi chó 20 kháng hỏa gì? Ừ, choáng 20 kháng hỏa đấy. Để sáng mai có cho chứ. Giờ này chưa có đâu. Địt mẹ mày gặp mấy tuần tầng thằng bạn cà khịa đi. Con Nam Ly có kìa, Nam Ly nó bảo có. Bạn ơi, Nam Ly đang dùng, địt mẹ ông cũng chưa lên đảo tẩy, ông mới mua về ông dùng cũng võ đang mà. Bang chủ ơi, mình nhận chưa nhận đường boss trưa nay. Thế bạn vui không anh em? Tình anh em thì bạn hội rất là vui anh em ạ. Rồi ok. Cái gì luôn anh em ạ? Chư Ngộ Năng ơi. Ok, Chư Ngộ Năng. Vui không anh em? Đồng.
Ok, mình đòi nhanh. Và video này cũng là làm cho anh gợi nhớ tình cảm hồi xưa trong bang hội anh em ạ. Rồi rồi, qua đây luôn. Cứ ai ở đây chưa mình có đánh dấu hết, không có ai nhận đồng một lần. Ông ơi, check check cho em siêu nhân Thiên Hà nhận chưa chưa? Đang phòng lượng rồi. Rồi ông ơi. Nhận rồi đúng không? Ờ, số siêu tốt 31 đấy. 84 xu đúng không? Đúng, anh em ơi gom lại anh em ơi, bót ra cho nó vả chết anh em. Vâng, bút ra đấy anh em ạ. Gom lại anh em. Đúng rồi, đúng rồi. Bót ra kìa. Quan trọng mấy giờ đây? Quan trọng nhất là chính nha, quan trọng nhất là chính. Arc xe thì có thể ví dụ như ví dụ như cái đồ kháng mà cái arc chính nó phải chất lượng. Đó. Anh em, coi chừng nó giả chết nha anh em. Quan trọng nhất là cái arc chính. Vui nè. Nhưng mà đồ arc xe đừng có ba dám ba cái đồ ví dụ như kháng lôi 1 thì sinh lực 50 mà bảo là một ít nhiều đồ. ít nhiều cũng phải ngửi được, đồ nói chung là đồ phải ngửi được một tí chứ đừng có phải là anh em chơi gì em vui rồi. Anh em đừng chơi, có đừng có vào đầu cá vào đầu tôm. Ok cứu xuống dương kìa, bịt mẹ vãi lồn đéo kịp cứu xuống dương kìa. Treo máy đủ một ông treo máy. Vãi ông xuống dương. Mà đang sát kênh bang đéo kịp đánh bộ quái để cứu trùng dương luôn vãi. Dạ tôi vừa thấy tôi vừa thả luôn rồi không tét cái đầu. Chết à. Người tét thuyền nữa anh em ạ. Thuyền mà không biết thì chịu chứ biết làm sao được. Em mỗi loại ít một. Trùng dương biết bơi mà anh em yên tâm. Năm. Tét thuyền là anh em có thể bơi vào bờ như anh em. Còn trên thuyền là khó bơi vào bờ lắm. Cái giày đẹp vậy ta. Đủ. Đây nào. Hỏi chấm. Hãy thổ. 7 kim. 7 mét. Nhà này mình có dây gần bằng vậy nhưng mà không đáng. Ba đầu tao phải đi theo ngay cái thằng Phong, thằng Phong thổ Lai Châu này địch mẹ chứ không nguy hiểm chết người. Đâu rồi ông chưa ngộ năng đâu ta, chưa ngộ năng đâu rồi, chưa ngộ năng. Mà tối mà thêm được quả bao tay nữa thì phải để cả tớ luôn đấy nha. Bao tay kia, bao tay thủy choáng 30. Coi live stream mà phải coi nhạc đó. Bây giờ khoan cái nào, bây giờ anh em nào chưa có chi công lệnh nè. À mình em để anh em im lặng là để nói cho ông Thiên là có nghĩa là mình không có đặt cái gì gọi là phải làm sao. Quan trọng là mình phải cái chất đồ của mình nó phải tạm ổn chứ, bởi vì vì nếu mà lấy ai mà gọi là để lấy cái giới hạn thì khó lắm. Mình quan trọng nói chung là mỗi người một ví tiền thì chơi làm sao được nó hợp lý. Mình chỉ gọi là cái giới hạn như vậy thôi. Anh em cảm thấy như ông này hoạt động nhiều nhưng mà đồ thì tạm tạm thì mình vẫn lấp chấp nhận là ok đúng không? Đó. Chứ không phải là mình ví dụ như cứ phải đồ 25 40 hoặc là 19 40 cái đấy không phải nha. Cùi mà hoạt động ít thì sao? Thì mời bác lên chấp nhận không bằng cái người khác thôi. Lên lóc tủ buôn hoa quả thế thôi. Nói chung mà đầu bếp mà hoạt động mất ví dụ như đồ như vậy, ví dụ quan trọng là em nhìn là em biết để mình có thể phân biệt được mà. Không. Em là em sắp sắm đủ ba ác luôn rồi đấy các bác, không biết thế nào nhưng em là em cứ túc tắc là cứ 200 xu một em quất đầy đủ hết phụ tùng xin clip đấy. Cứ 200 xu được. Sắm được cái sắm được cái gì hết em? Em được hai cái áo phục hồi. Của xin vừa xin lại còn vừa mua được, em cũng đầy đủ được đấy. Xin áo phục hồi vui. Có thể cái đồ không mắc nhưng mà ý là nó phù hợp với hiện tại của server là được. Bởi vì mỗi gọi là cái gì nhỉ? Ví tiền của từng người nói chung theo nhu cầu của từng người thôi, nó cũng ở cái vấn đề xem là đồ dùng được chứ không phải là đồ phế. Nói chung là sáng mai với chiều mai. Không nghĩa là cứ anh em cứ sắm túc tắc thôi, bởi vì mấy đồ bây giờ càng lúc ra nó càng ra càng nhiều mà nó rẻ, càng ngày càng rẻ dần mà anh em. Ba bạn. Nhưng mà anh em tránh xa Việt quý ra nhá, địt mẹ chứ em sợ nó lắm. Hiểu rồi. Thôi. Giờ bán giải tủ 1 vạn anh em. Có ba bạn. Có kim kia ngừng ra không? Đủ mẹ mày. Tao này tao có đi tống kim đâu, địt mẹ hôm nay tao bảo là tao này tao trang máy không đi tống kim mà. Mày cứ nữa, mày cứ đến 11 rưỡi mày hò thì bố ai dám có được. Tổng lại mày giờ cấp bao nhiêu rồi? 69, địt cụ vãi lục đéo được 69, nổi mẹ nó chứ. Ồ, 70 mày. 70 con cặc. Chờ thứ in mà lên 75 rồi nè. 100 cái event đi. Ừ, đâu có event mà mày hốc luôn đi ấy. Nốc đi. Mày nốc đi cho nó lên luôn 8x, đéo gì phải sợ thằng nào. Điện đi.
Mày bảo nhà mày không có gì ngoài tiền mà mày, mày ăn event mà mày lại phải nghĩ à? Sắp ra boss kìa anh em ơi, dừng té anh em ơi, sắp ra boss kìa, 30 phải không? 30. Bù 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 bù. Không không không, thằng Quý nó không phải Hưng Yên, thằng Quý nó ở Bắc Giang. Đó. Anh em ơi, sắp ra boss anh em ơi, gom gom lại. Chứ đồng đồng hương của mình mà có những cái đối tượng đấy thì thịt mẹ tôi thề, tôi xin mẹ mày dã từ quốc tịch. Ông chưa ngộ năng, ông chưa ngộ năng, ông lấy nhận lương mà ông ấy gì ta? Tên đâu, đâu Đông Tảo đâu bạn, nó ở trên Bắc Giang. Từ Hoàng Kim kìa. Thế Hoàng Kim kìa. Có bó tiểu Hoàng Kim luôn kìa, có bó tiểu kìa, ô vãi luôn. Ê ê ê, đứa thằng thủ chết luôn. Phản đam, phản đam, phản đam, phản đam, phản đam. Lui về, lui về, lui về, lui về. Ôi, địt mẹ Liễu Thanh Thanh, vãi lồn. Má, em đéo biết không lên lên mẹ. Lồn đây, ăn ăn ở dưới đây. Có ai phản đam đấy, có ai phản đam đấy. Liễu Thanh Thanh là con đường môn, không thể không phải phản đam, phải có Thiếu Lâm và ôm. Chết luôn. Cầm ôm mới được. Thiếu Lâm có đang có một con Thiếu Lâm biến thái tăng mắc sinh khí nha các anh em nhá. Bạn vào ôm luôn, bạn cho vào ôm luôn. Tí nữa, tí nữa, tí nữa. Đây đây. Có cả phi tốc kìa, có cả phi tốc cho Thiếu Lâm nhặt, cầm phi tốc vào chém chết cụ đi, đấm lòi mồm ra. Tuấn Sa Ma ăn kìa, Tuấn Sa Ma. Tuấn Sa Ma ăn được thủy tặc đầu lĩnh này, mẹ giỏi thế nhỉ. Không có thì anh ăn được cái gì. Hốt kìa, Tuấn Sa Ma, Tuấn Sa Ma hốt kìa. Tội kìa. À, truy công lệnh về Phúc Thiên Đại kìa, Tuấn, thằng này nó bị ngáo cần à? Không, không, nó bị ngáo đá, ngáo đá. Ai đam đầu, ai đam đầu, ai đam đầu. Không, nó tính người cuối à, nó tính người cuối à, nó tính người đầu đâu. Đấy, bây giờ cho Thiếu Lâm và Obot đi đã. Khoan, anh em khoan đi, anh em chờ 35 ra con kia cái đi, anh em ăn con kia cái đi, rồi anh em hậu quốc nó phát cuối. Ừ, được thì được, không được thì được, không được thì, được, không được thì chết luôn. Không mà đủ má không được đâu, anh em quýnh vậy đủ má, anh em mất 10 triệu luôn á. Ờ, cũng thôi hãy bỏ đi, bởi vì bỏ mẹ đó đây, đéo ôm được đâu, đéo ăn được con Liễu Thanh Thanh đâu, anh trâu lắm. Chứ sao gì cũng ăn mà. Bây giờ nói chung là bây giờ anh em kiểm lên bài nè, bây giờ được bao nhiêu cái lên bài nè. Tôi có một cái lệnh bài ở ngoài rồi mà đéo biết tí có lộp được không? Không, không, không. Bây giờ gom hết bao nhiêu mẹ cái này đi, gom vô, gom vô, gom vô. Để dư một cái rồi. Có hai hàng mà tôi có hai chữ tận đúng rồi. Bây giờ đủ chưa? Bây giờ ông... Anh em nào chưa có nè, anh em nào chưa có đây, anh em nào chưa có nó chat lên. Tôi có một cái thì tôi sẽ sang. Anh em mà cứ dư thì cứ ném ra bởi vì không để qua ngày được đâu. Nè nè nè, mì cây nãy giao dịch tôi giờ cho một cái là đủ không mì cây? Đây dư hai cái nè. Tôi dư tới ấy rồi nè, tôi dư để thôi 2 3 4. Dư tới 5 cái là mấy ông nội. Ai chưa có? Ai chưa có tôi giao dịch nè. Đoan để cho mai mới ắc cho vương. Bật cái dịch lên chứ không lên được, không lên được đâu. Không lên được nha. Anh chưa. Đủ má thằng lồ nó kết tao ra mày. Bật giao dịch thì ông phải nhiều thần đi. Sát nó vào nó tự đẩy ắc ra. Giao dịch ở đâu? Giao dịch ở đâu? Đủ mà đẩy chúng ác vậy. Đủ mà tao có ăn. Ai kêu mày, à mày cấp thấp nhất thì nó đẻ thì dưới đẻ lên là đúng rồi, còn đéo nữa. Tao cấp cao nhất mày. Đây một phải không? Cấp cao nhất cái địt mày à mà đấm vào mồm mày giờ con chó này. Anh em bài nè, anh em chưa có linh bài giao dịch cái thứ gì chịu nổi nè, trong góc anh em, đứng trong góc anh em. Mà ngồi địt mẹ mày như chó chờ tát ao ấy mà mãi không lên được cấp địt cái con mẹ cái thằng này chịu mày. Tối nay tao đúng ăn mắt Evan, tao lên 90. Ông Tuấn còn online không ta? Ông Tuấn còn online không? Có, Lươn với Tuấn vẫn đang ngon đấy. Tuấn xa ba, chắc giờ chắc đi ngủ rồi. Ăn mới ăn bốc xong rồi. Bốc xong rồi. Đang đứng nó phụt rồng đây này. Tuấn áo cần đây. Tuấn áo cần chắc không lấy lương đâu nhỉ? Chắc không ăn đây. Lâu thế, oi thế. Còn em nào nữa không? Em nào chưa có à? Dịch luôn nè, thiên không lệnh. Không có trên chụp một bạch bác không chứ? Lương hồi trưa em đâu là lấy đâu phải nhờ. Chính về nhận lương có được không? Ủa, ai còn thông kim kinh nghiệm đâm bác ấy. Chưa em lấy rồi mà em. Rồi à? Em nào còn em nào không? Lấy rồi mà. Hãy bán cho hai cục ăn chơi đi anh em. Cùng mới ăn mắc event được kìa. Thấy em mắc event à? Hãy bán cho hai cục thông kim ăn chơi anh em. Hả? Đâu? Event kìa. Đâu? Nhận lương chưa ở đâu nhỉ? Đừng đùa với tao chứ. Giờ em không phép. Giờ vào em không phép được không? Giờ không phép, không tích phép. Ào ba lên em. Làm gì quá ào đâu. Tuấn thì giờ chỉ có một ông Tuấn Sa Ma thôi, nhưng mà giờ không tích phép cho ông Tuấn. Thấy có cái hình nữa kìa.
mà bang đủ mấy trăm ác và đủ mấy nãy nhặt quá có được 30 ác đủ tốt. Tớ phải nên năn nỉ em thì em mới phát bước đi Bương, đủ mấy thằng nào hoặc là kết bước đi. Nào mấy event này có vòng anh em. Em thấy mấy người có vòng. Ủa không phải vòng mà. Tuấn cha mẹ phải năn nỉ em thì em mới phát lương anh Tuấn cha mẹ. Nào ấy chứ. Phải cả lồn. Cái thò mà đấu tay thấy à. Tôi là thủy đi được mà. Rồi tí qua từ những bắc thủy kia là này. Thủy thủy của ác thổ chứ không phải là thủy này thủy thổ kia kìa. Anh chơi một bắc không à? Mai em mua kim này, có anh em nào ví dụ như 1.15.000 có ai mua thì bảo em mua luôn nha. 1.000.000. Ủa sao mất tiểu được cái gì không vậy anh em? Mất tiểu thì đồ như là mất tiểu gớt á. Lên trên, lên còn cục đóng kim không? Anh em ăn được chưa? Đạo Thanh thì cho ngâm mấy bút 101 là được. Mà anh em mình chỉnh bút 101 có khi anh em mình hốt được cái con ngon đó đó. Tôi chịu đấy, địt mẹ tớ sợ là tớ vào cái là nó quật cho cái ngất luôn. Thôi anh em rút lên em, rút xuống dưới hết đi anh em. Đậm đỏ cái này, chào qua bên kia lấy cái kinh nghiệm bên em. Các cụ bảo rồi, đằng nào bà cháu cũng đi rồi, cứ bình tĩnh. Anh em về Ba La Huyện múc bọn đấy không? Về Ba La Huyện múc bọn Hoàng Kim Sunbot không? Tôi thề đâu. Múc bọn em múc. Lên bến, nó lên bến thuyền thì bạn mới lên múc luôn. Thôi em nói đi thôi, em nói đi thôi không múc đâu bởi vì đi mẹ ít nhiều em chơi với thằng Khải, chơi thế cả cạn tàu gió máng em không thích. Người làm con người đừng làm con cờ hó. Bởi vì em chơi với thằng Khải mà. Đại, đừng có tao đàn em VTV địt mẹ mà tôi chết rồi. Tôi sẽ em kêu đàn em VTV kêu VTV. Thằng OLED. Thằng OLED mấy nữa nó cũng sang đây mà. Khải chưa hồi xưa nó chung bang với tao mà. Ừ, thế mà tao cũng chung bang với nó mà ở bên một ác nên tao không muốn đánh nhau của đấy tao không thích. Ta chỉ ú à vậy thôi. Mắc cười. Thằng gì vậy đó. Vừa lên chat. Thằng Duy kia thì quen thằng Duy ép à. Ờ thằng Duy thì thể hiện bảo đi đẻ đánh cẩn thận, đánh từ từ không Thiên Sơn nó nghỉ vãi cả lộn. Ủa mất thằng ủa có ai còn tống kim kinh hoàng đao không? Có đó nào. Hả? Ai có không? Hiếm anh ơi. Nói thật ra là mình đánh mình chả thích để ai ra mà đánh đâu nhưng mà chưa một chưa công lệnh nè, ai lấy không nè. Tôi còn giữ hai cái chưa công lệnh nè. Chưa hai cái luôn. Tôi rồi. Không nào lấy. Cái chưa công lệnh đúng nè. Mấy cục kinh nghiệm đan này. Để ngày mai được không? Đây tôi nhường bắt này. Không được đâu, hết hạn ngay. Bao nhiêu tiền á? Sẽ đem rồi mất. Bao nhiêu á? Qua mình sẽ đem rồi mất. Bán kim ngược qua đêm mất, qua đêm. Không, cho tao một cái đâu, Phong ơi, Phong vứt tao một cái Phong ơi. Một ngày là mấy cục. Tao một cái Phong ơi. Đây, một ngày. Còn mấy cục. Chỉ còn vẫn tới một ngày đó anh em ơi. Mấy cục đấy. Đâu, cho tôi cả. Còn mấy cục tống kim à? Đây, còn cái là ông cái gì? Trùng dương, trọng đâu? Đâu, trùng dương đâu. Ông ở đâu? Ở dưới nè. Ở đâu còn lâu mới nói. Ủa, ông chết rồi phải không? Trùng dương chết nãy mà không? Đúng rồi. Ai bán cục tống kim mày? Đây. Mày... Ăn bao nhiêu hả? Trùng vi nè. Thấy rồi nè, đây nè. Có chạy đâu ấy? Ông ở đâu? Có đứng ngay tương dương bắc này. Vương ơi, Vương. Bán bao nhiêu à? Bỏ định ăn như vậy. Đây. Quang, bán bao nhiêu? Quang. 5 xu à? Bán bao nhiêu? 100. Hả? Chán nhiều quá. Nói to lên, nói nhỏ vậy. Có nhiệm vụ thủy tặc anh em ơi. 100 cục còn mấy cục? Nhiệm vụ thủy tặc, tập trí công lệnh vô.
mấy cục về trung dương để lấy xu này. 10 triệu anh em gần quá cấp rồi trời. Từ giao dịch đâu để về lại đó. Mấy cục. Cho tôi xin này. Mấy cục để lấy xu. Trời. Mua mấy cục cái chứ. Được 10 đến không này. Không lên. À, lấy ba cục về. Sao không giao dịch chuyên thuyền được Vương ơi. Chết mẹ. Ai ai giao dịch cho mượn cho ít tiền vạn về cái còn có 1500 lượng à? Đợi anh tí, đợi tí, đợi tí, mày cơ thể đây của anh để anh lấy xong lệnh. Tôi giá làm cái gì ta? Tôi lấy chuyên lệnh. Mấy lồ ấy đủ mắt không vậy bán chứ ai bán vậy? Đang bên thuyền chạy về á. Đủ má trả cái được qua đây được cái mỗi loại nến 10 đó anh em. Ngon anh em. Ô, rất là lo đi Vương ơi. Nến đồ tóm mỗi loại 10. Chắc mỗi, em... mỗi người nói câu với ta đều hiểu nói gì luôn á. Đi không đi cái này đi cho xe đi đi mà lấy cái quả đu tốp địt mẹ. Nên đu tốp à. À à à. Quả đu tốp. 12 giờ đi tiếp nhá. Thôi anh giờ giao dịch. À có ai thừa cái phong công độ đó ông chúc 12 giờ cho xin. Anh thừa giao dịch cái gì? Giao dịch cái gì với anh? Ai ai cho ông Blue ít tiền vẹn ông đi về thành kìa. Em đang đưa nhiều tiền về đấy. Đây, một người như ngàn lượng gì đúng rồi. Đâu, ai cần tiền? Ai giao dịch em đây? Đặt cái gì mình có 12 giờ mà mình đang còn mấy người đang online nhỉ? 1, 2, 3, 5, được 3 triệu. À kia, ít tiền vàng anh em ạ. Tiền đấy mà đi về anh em ạ. À, hai mấy. Tiền nào về luôn. Vậy thì mình đã quay stream. Lương chưa. Quang độ nhé em. Giao dịch đi. Phượng Đông. Cố gắng một ngày tham gia hoạt động Phượng Đông Độ để kiếm 10 triệu kinh nghiệm nha em. Rất là vui anh em ạ. Dạ anh em ơi. Đi với ba anh em, đi liền tẻ là chết anh em ạ. Có tiền chưa? Chưa. Thì bật giao dịch lên cái con mẹ thằng em này. Cứ đưa đưa. Cái nó bật đi nhiều lắm, anh bật giao dịch em giao dịch cho anh. Thôi như vậy mình đã quay xong chuyện tội nha anh em. Thế thôi. Tặng mình rất là nhiều. Giờ mình không đón nhận mình qua nha chú. Để đây qua một lượt cân nhé nè.